Xin chào các cháu, bà là bà Granny. Chào mừng các cháu đã quay trở lại với kênh của cháu PPN. Cháu PPN đã không làm YouTube một thời gian rồi. Các cháu còn nhớ nó không? Lý do là vì nó cứ mãi chơi lửa chùa nên không làm clip được. Nên hôm nay bà sẽ thay nó làm video cho các cháu xem. Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu. Hôm nay bà sẽ chơi Among Us nhé. Đây là trò chơi từng làm mưa làm gió một thời vào 2020 đấy các cháu. Bà chơi hơi trễ, các cháu thông cảm nha. Bây giờ bà sẽ đi tìm server để chơi nha. What the fuck? Thôi bà ghép lộn, ahihi. Bây giờ bà đi tìm nha. Bây giờ bà sẽ thử vô phòng thằng Tu Lóc thử nha. Cả server chỉ có bà là người Việt Nam thôi các cháu. Bây giờ bà hế lô bọn nó xem có trả lời bà không nhé. Có một thằng tham gia kìa các cháu. Bà hello mà nó nói nô là gì ta? Bà sẽ hỏi nó xem. Bà ngu tiếng Anh VL mà toàn tiếng Anh không? Bà để ý có hai thằng trùng tên mà trùng màu kìa các cháu. Còn bốn người nữa thôi các cháu. Bà tức rồi đó, đã nói bà ngu tiếng Anh rồi mà. Bà vừa mới chửi nó các cháu. Server đủ người mà thằng này sao nó không bắt đầu nhỉ? Bà tìm server khác chơi nha. Sau 1 tỷ năm thì bà đã tìm được server để chơi rồi. Đù bà được làm imposter nè. Bây giờ bà sẽ đợi chúng nó đi hết để bà giết một thằng nha, ahihi. Nút kêu hồi chiêu sắp xong rồi. Bây giờ bà sẽ ám sát thằng màu xanh nha. Vờ cờ không ám sát được rồi các cháu, nó đang đi chung với thằng xanh lá. Bà sẽ đi làm nhiệm vụ để chúng nó không nghi ngờ. Nó đang trong đây một mình nè. Nhiệm vụ này không làm được à? Vậy bà sẽ phá đồ cho chúng nó sửa, ahihi. Tẩu thoát thôi, ahihi. Con màu hồng nó đi sửa đồ kìa các cháu. Bà sẽ đi theo nó nha. Thôi chết, thằng màu xanh nó đi chung với thằng màu hồng. Bà sẽ đợi thằng màu xanh nhạt đi ra để bà giết thằng màu xanh đậm này nha, ahihi. Hành động. Thôi chết bà rồi. Tao hận mày thằng chó kia. Thế nào tụi nó cũng bót bà. Thank you.
Thank you.